sau khi cô Sáu, chị Hồng Phượng, rồi chồng chị Hồng Phượng, rồi chú Tiểu Linh, rồi cô Kim Thoa, rồi tất cả mọi người đều có mặt ở đây thì cũng đã cúng xong cho cậu Năm rồi cả nhà. Cúng ta mồ xong rồi. Ủa cái mít nãy lấy qua chưa ta? Rồi, để em túi vậy. Vậy đó để cho tao xài. Ta lấy người ta xài mình khỏi xài. Hả? Người ta xài mình khỏi xài. Người ta xài cũng như mình vậy thôi. Người ta xài cũng như mình vậy thôi. Mình khỏi xài. Không bao giờ con tòa bao an nào cho đến trong dân nhìn đời lỗ tai tận đồng cô sáu hết rồi. Hàng năm là ta, hàng năm là ngày 11. Nơi bay nơi nơi địa tạng Bồ Tát trong đời sao như có thiên nam sẽ điều nữ nào ở trong phòng pháp mà gieo trồng trước hết coi vương lần. Gia đình sau khi cúng xong thì ngồi nghỉ mệt thế nha. Quá nắng nè. Nắng quá cô lành hả? Giờ ngọ đó hả con hả? Giờ ngọ, giờ mới ẩm nắng mà. Trời đang mơ lớn vơ lần đường sáng nỡ coi người coi trời hương chữ vui đồ thắng vì chiều như có thể đem con đường hồi hương cho cháu pháp chơi chung nắng. Thời phương lời của người ấy không thể vì dù thế nào cho đường lại vậy nữa nay đi tàng Bồ Tát trong đời sao như kẻ thiên nam người thiên nữ nào gặp kinh điển đại thừa. Người khen đồ thế cúng dường người ấy được qua bao lớn vô lượng vô biên. Nếu có thể đem vương chứng hồi hương cho gắn gắn với chúng trong đời phương lời này không thể ví dụ thế
lại vậy nữa. Ngày kia tan mò có trong đời thương như ngô che thiên nam người Việt nữ nào gặp chúa thua pha kinh điện đại thừa nếu là kinh pháp với thời bồ thì cũng nhường kim ngưỡng lạnh nó trời ngày người khen chất thời cùng hảo quân nếu làm kinh con cố hoàng mưa rắm thời người đông quá tham tay trong 30 đời từng làm vua cán đứng gió con đi đàn rìa chân gió thường làm vua chuyến xuân lại đàn pháp thần là điều hòa bỏ cán đứng gió lại vay nhớ ba có nấu vàng nấu sỏi nhưng mà chưa giới thiệu vợ chồng không chuẩn bị lên văn phòng chụp hình lên văn phòng đấy nha. Còn quốc đậu đâu? Quá đẹp luôn. Đẹp quá cô Sáu ơi. 14 không biết đẹp không? Mắt sáng mát không? Chưa 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 hai hàng binh tướng chính tề rồi được rồi. Bữa nào có show nào lớn lớn cho con đi thêm. Bây giờ ít show lắm anh ơi. Dạ, ít show. Ừ.
gì đi bộ hả? Thôi người ta không qua đâu. Ở cho nơi đây 6 triệu qua đi. Ừ. Lên đó ngồi đi. Để cho 6 triệu là dạ, để chú Bảy ở đây nghỉ cho mát. Tôi qua tôi bỏ cái sữa luôn. Dạ. Để đây chú Bảy có sức chú Bảy tặng một bài. Bảy tặng một câu à chú Bảy đâu. Bữa nay chú Bảy khỏe rồi, chú Bảy chơi một bài luôn. Hôm nay chú Bảy đang hứng mà. Trời ơi. Dạ. Không? Không khỏi. Không có gì là nó xuống. Thôi để sáu vô làm việc thôi, mình lên chị.